chị gái bí ẩn nè, vô mua heo quay không có anh nói đang chờ gặp chị vui nên ra chị mua mấy ký đi Ly? 5 ký hả? Cu bê chị Mai vẫn bán ở Cu bê chợ Bình Tiên nha cô chú, rồi 46 trần quý giờ là các bạn dọn ra 7 giờ tối luôn. Lấy gì chú? 4 ổ. 2 chỗ. 20 4 ổ lấy ớt giờ nó luôn là đủ rồi. Đây, cái chị ra được cái 16 không?
mình thấy vừa nghèo vừa nghèo. Mốt chắc là cái máy để ổ mì vô tự xẻ. Để ổ mì vô. Tự xẻ luôn, cái làm cái máy chặt theo quay luôn. Thất nghiệp luôn, người thất nghiệp. À đúng rồi, người chỉ đứng nhìn thôi. Người đứng nhìn thôi, chặt theo quay. Giờ vừa qua máy móc hết trơn rồi. Nó đều luôn. Giờ lấy mấy miếng heo vậy nè. Ít ngày người bán là tự máy móc bán luôn. Tiền là bỏ vô trong đó là cứ tiền bỏ vô là bao nhiêu là heo quay ra bấy nhiêu. Đúng, nha nè. Tự động quá mà. Tới giờ là chị Mai ra thu tiền thôi. Đây, giống như cây ATM á. Bỏ heo quay vô thu tiền. Có chị khách đi vô về mua heo quay xong rồi tới chụp hình li li để đen lên mạng. Bỏ tiền cái đẹp. Bữa nay ít heo quay của chú. Ngày thấy heo quay tâm mới chưa đi là chị nghe hơi phiên, còn bên cơ sở mới có em chân dài lớn lắm. Dạ 30 tháng tiền chú, bên đó có một em chân dài lớn lắm. Đón xem clip mới nhất. Hai ổ 30. Lấy gì chú? Lấy cho 100.000 được hai quay. Để chặt hơn. Chặt ra luôn. Với 50 tá xíu. Hai ổ mình. Mì thịt hay mì không? Mì thịt. 100.000. Dai giòn giòn á. Dai giòn giòn. 100.000, 150, 180. Làm bánh mì cũng kịp bán luôn á, chắc ra là cô chú tới cũng có quá trời luôn đó. Thank you.
rồi, thấy luôn rồi hả? Này chập nửa này đi cô ơi. Đi ra đó à, nó con chở ra mua heo quay chú nhà này sao nữa. Gì ở gần đây em gì? À, lui là không được. Chú đi rồi đó. Cho chú nè, chú mua cái gì nè. À, nãy mà đứng đây mới hai ổ mì không dưa.